Wow, khởi động mùa hè với một quán bia cỏ siêu ngon nữa nhá. Hôm nay giới thiệu với anh em một quán ở Triều Khúc nhá. Quán này tên là quán Mạnh Cuộc Đời. Đấy. Lại là một quán kiểu quán gia đình thôi. Đấy, hôm nay đến được mời cốc cắt tiết này. Cốc này như kiểu bia đồ bom ấy, nhìn toàn bọt thế thôi mà uống rất là ngậy ngon nhá. Rồi mà về Triều Khúc thì không thể bỏ qua cái món tóp mỡ Triều Khúc rồi. Cái món này trở thành cái món đặc sản rất là nổi tiếng của đất Triều Khúc này rồi. Tóp mỡ quán này chú làm bằng mỡ gáy của lợn nhá. Nên rất là nhiều nạc ngon mà không bị ngấy. Bia ở quán này phải nói thật là đẳng cấp đấy. 10 cốc như một, cốc nào rót ra cũng nhìn yêu thương luôn. Bọt nó mịn rồi uống êm đầu hè, uống vào vãi chưởng luôn. Nay ngồi buổi trưa định bảo uống vài cốc rồi về nhưng mà cuối cùng ngon quá uống cũng không đếm được. Ở đây là cái món gân bò om dưa nhá. Ngồi nhậu lai dai món này vào phết đấy. Món này là không có nhiều món đâu nhưng mà nói thật là món nào cũng ngon, món nào cũng ổn. Chú Mạnh chủ quán là trực tiếp đứng bếp à. Đây là đậu tẩm hành đấy. Cái cốt đậu tương đối là ngon, mềm mướt nhưng mà chú làm hơi ngọt một tí. Với cả là dán cái vỏ ngoài chưa giòn lắm. Còn đỉnh nhất đây thì nói thật là phải gọi cái tóp mỡ. Tóp mỡ Triều Khúc nó đã quá ngon, quá nổi tiếng rồi. Mà ở quán này chú còn làm bằng cái mỡ gáy nữa là tuyệt vời luôn. Anh em xuống Triều Khúc thì nhất định phải gọi tóp mỡ Triều Khúc ăn thử nhá. Đây mấy anh em còn gọi thêm bát rượu mận nữa nhưng mà hôm nay đầu tháng thì tôi không ăn. Bình thường thì phải qua rằm tôi mới động đến cái món đấy. Thôi mình làm ăn thì cứ tín một tí nhỉ. Quán này chú chủ quán chú lấy một cái tên rất là hay luôn, là Mạnh Cuộc Đời. Nghe đã thấy là rất trải đời rồi đúng không? Đúng là phải trải đời nhiều, phải đi ăn đi uống đi nhậu nhiều mới làm những cái món ủ được cái bia ngon như thế này. Đồ ăn thì chắc chắn là sẽ không được đa dạng như nhà hàng rồi, thế nhưng mà người ta đặt cả cái tâm huyết người ta vào những cái món ăn đơn giản như này, thực sự là rất ngon và rất thích luôn. Đấy, cái văn hóa bia cỏ bia hơi Hà Nội nó phải như này đúng không? Rất đơn giản, không có gì cầu kỳ cả, nhưng mà phải nói là một cái trải nghiệm rất thú vị. Địa chỉ chính xác thì là số 25 ngách 215 Triều Khúc. Anh em cứ đóng thẳng đường Triều Khúc vào là thấy. Rồi nhớ là có làm tí thì phải đảm bảo an toàn nhá, bắt xe đi không đáng bao nhiêu đâu. Anh em thử xem nhá.